Zidane trực tiếp ký pop Pogba, nguồn tin suốt dẻo từ Tuto Sport cho hay, sao trẻ Erling Haaland được cả châu Âu săn đón, đã chọn Juventus làm bến đỗ chứ không phải đến Manchester United như đồn đại gần đây. Tuần qua, MU được loan báo chuẩn bị ký hợp đồng với tài năng trẻ 19 tuổi, đang chơi ở áo cho câu lạc bộ Sandburg, và để có Haaland quỷ đỏ sẵn sàng trả lương cho cầu thủ này 200.000 bảng tuần. Tin tức càng trở nên nóng hơn khi cầu thủ từng được John sơ huấn luyện lúc ở Mon, được phát hiện tại sân bay Manchester. MU đang rất trông chờ có được hai gương mặt mới đến trong kỳ chuyển nhượng mùa đông vào tháng 1 năm 2020 này, và Haaland là một trong số đó. Nhưng theo nguồn trên, Juventus đã cuống được Haaland trước MU, nhờ mối quan hệ thân thiết với cỏ bự Mino Raiola. Phía thuyền trưởng Sarri cũng đã yêu cầu lãnh đạo đội tung chiêu ký nhanh. Với MU, đôi bên thường vấp phải khoản phí hoa hồng mà co bự này thường hét rất cao, như thương vụ Haaland. Mino Raiola đòi MU lót tay 12 triệu bảng. Trong một diễn biến khác, tờ Mundo cho hay dù vấp phải một số ý kiến phản đối ký Paul Pogba trong nội bộ Real Madrid, nhưng thuyền trưởng Zinedine Zidane vẫn quyết tâm có bằng đường tiền vệ đồng hương đang khoác áo MU. Paul Pogba vừa có thể trở lại sau chấn thương dính phải từ hồi tháng 9, nhưng tin đồn anh muốn đào tẩu khỏi quỷ đỏ thì ngày một tăng cao. Có hai bến đỗ được nhắc đến khi Pogba quyết định ra đi là Real Madrid và Juventus, và Zidane muốn thắng trong thương vụ này. Vì vậy, huấn luyện viên trưởng Zidane đã sốt sáng tiếp xúc trực tiếp với đội ngũ của Paul Pogba để có thể đưa anh về Real Madrid ngay trong những ngày đầu năm mới 2020. Zidane lặp lại rõ với đội ngũ của Paul Pogba, đảm bảo rằng Real Madrid khao khát sở hữu sao trụ cột quỷ đỏ. Về phần mình, Pogba được cho ưu tiên chọn Real Madrid, cũng như mong muốn được chơi bên đàn anh Karim Benzema.